My vote shall bring justice. Four, three, two, one, zero. Có ghế chưa? Ghế chưa? Mua hạt không? Hạt Liên Quân giá rẻ. Quẹo lựa đi bà con cô bác ơi. Ngồi chậm hẩm á, lạc giảm nha. Mà ngồi chèm bẹp cái lạc đẹp cực kỳ luôn. Nhanh tay còn chậm tay vẫn còn luôn nha mọi người ơi. Quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi. Em ơi, em đi đâu mà xa quá vậy? Bớt bê cho mừng liếp cá nuôi. Cảm ơn anh, cảm ơn nhiều. I am top mở ở lại bài top 1 John thế giờ. Và tàu ở đây là tàu lau and tàu lưu ha bà con nha. Hey bà cô, đi đâu? Đi về đi anh. Anh định qua anh chết sai hả? Chết giùm một cái luôn. À, ra là mày kêu tôi vô cướp bèn bóc à. Vậy thì... Trời ơi, nhằn gió cơ nó đứng đây từ chiều luôn á bà con. Trời ơi, tụi bay hổ báo cáo trồn xong rồi tụi bay cắn đầu tụi bay chạy. Chắc chạy đoạt á. Chạy thiệt luôn các bạn. Ôi, mất tóc biến luôn mọi người. Trời ơi, cầm tóc biến để tạo sự đột biến mà sao kỳ vậy ta. Gì anh nát, thôi nát ơi, ôi mất tóc biến là anh. Thôi anh ơi. Thôi xong, bố mày là chùm, chùm á nha, chùm mền. Chùm đây chùm mền bà con ơi, chùm đồ nghe ghê lắm, chùm mền chứ không phải là chùm gì hết các bạn. Ủa dạ đu kìa, hay, ôi tôi gút không ơi, gút, gút được rồi các bạn, hay quá luôn á. Úi giời ơi, chẳng giờ quên chào bà con luôn á. Hello. Chào xin tất cả bà con, cô bác, anh chị em, cô dì chú thiếp ha. Đã ghé xem cái kênh YouTube. Hôm nay không có chơi ké nha. Funny Gaming TV của em nha. Ủa thì bà con có biết đây là cái skin dột, một cái bộ skin mới vừa ra mắt của dì tướng John đó nha. Ừ, mình bực lắm luôn á các bạn, thiệt luôn á. Đậu bắp đó. Tôi vô tôi thấy quay đầu tôi nói có mười mấy quân huy à, rồi cái hai mươi mấy quân huy đấy, đam mê mà các bạn, thấy rẻ luôn. Vô quay như đúng gầu luôn, quay lần cái 4-5 hay 300 mấy quân huy, thiệt khổ thiệt chứ trời. Biết gì nay lóc ăn kia trời các bạn ơi, cứ lộn nè, đó nè, chơi bẫy luôn đi, đậu tranh lên cao hả bự, dứt nó anh em, mấy này là phải chơi bẫy nó mới sợ các bạn. Cái chuyện kia mình bỏ qua bên đi, nói chung á, nói tóm lại thì cái skin này nó có tên là John Sói Ca Học Đường nha các bạn. Skin này ta nói rất là đẹp. Rồi, dứt phải không? Chơi bẫy luôn nè. Tức là quên đi chơi là mình tu trang luôn à. Cậu, tao dằn mặt mày đó. Tao dằn mặt mày đó nha. Hai thằng bay nhớ mặt tao nha. John ok. Rồi tới già dằn mặt luôn kìa. Hai thằng mày nhớ mặt tao với già đu nha. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ mừng những gì tiếp theo nè các bạn ơi. Tận dụng người đi rừng của mình đang ở đây. Thế thì bây giờ mình sẽ ép cái tà rượu này luôn. Ơ, mày giống mấy anh chạy rồi đó. Các bạn ơi, thì sao không đủ đứng im vậy ta? Mày sao vậy đâu? Ủa, không chơi game nó hay sao? Chơi game đi chứ, tự nhiên đứng yên làm sao này thiệt chứ. Ở giờ băng chủ luôn kìa.
hình như nó bị bấn lọn hay sao các bạn ơi. Thôi mình về mình hết máu hết mana rồi, với lại giờ ở đây cũng làm được quần đùi hết các bạn, nhà bao diệt luôn, nó lấy ghi ghen đầy cái máu lên cho nó chắc các bạn, chứ để không mà đi qua tiễn về nữa mệt lắm mọi người. Mặc dù là biết là cầm chiến sinh rồi đó, nhưng mà đâu có fit lía được các bạn. Mình chơi là mình về mình chiến binh vinh dự mà. Ừ thì ba bảy đây bà ở ở cái trẻ mà ừ đó là sao thôi tập trung chừng đâu ha, mà tập trung chơi game nè, mấy cái kia nó chỉ là quá khứ rồi các bạn. Nói chứ không giấu giếm gì bà con, thì thiệt lòng mà nói thì cái vị tướng John này á là mình cũng đã mừng clip lần thứ N rồi. Thì trong quá khứ các bạn cũng biết rồi đúng không, đâu phải là đây là lần đầu tiên mình mừng clip về vị tướng John đâu. Thì sẵn tiện mình cũng tiết lộ các bạn biết luôn, thì mấy bạn fan mới, fan cũ đó thì chắc chắn là còn nhiều bạn chưa biết đâu. Thì cái vị tướng John này nó là cái con tướng tủ của mình. Thì mình cất vô tủ khá là lâu rồi, thì hôm nay mình mới đem ra mình chơi lại nè các bạn. Thì danh sách tướng tủ của mình thì nhiều bạn cũng biết đúng không Tơ? Tơ nắm quần hoài, Tơ chơi game nắm quần hoài vậy? Chơi game bớt nắm quần nha. Chơi mà chơi nắm quần vậy là không ai chơi lại đâu. Chơi vậy ai chơi lại? Không ai chơi lại hết á. Bớt farm đi anh này. Cặp đôi hoàn cảnh đã xuất hiện. Anh Nát đã bị tịch thu cái bùa. Đề nghị anh trời ơi. Rồi giống vô phụ cho nó farm lẹ quá người ta. Trời gánh quá trời, gánh quá trời. Gánh quá trời luôn thôi về farm đu ơi. Sao tao cầu quá đu ơi. Rồi các bạn ơi, nãy giờ các bạn nghĩ là đu này là nhiễm xù lông phải không? Con bà bãi phải không? Không. Không phải đâu các bạn. Bạn đó là ai mình cũng biết luôn. Còn con bà bãi là đang quánh con phà lạt đó các bạn. Nó đang đi mít á. Còn ông nội đu này là ai cũng đâu biết đâu. Mà tôi thấy ông này cũng là hợp với tôi nha. Dùng gì kêu là thấy cũng quen quen á. Ê, vậy đi mấy đứa ơi. Trời, lấy cái trụ ra mà làm gì cá vậy. Vậy tay nha. Trước khi là đậu cho nó bắn nhập cảm tên cho bản mặt tôi đó. Bắn. Đó. Thế là chúng ta đã ăn hơi được một mạng. Sau một pha bắn nhập cảm tên từ phía sau bắn vô. Và rồi chuyện gì đến, nó cũng đã đến. Nghĩ lại thôi mà sao tôi thấy tôi ăn hồi quá mạnh. Thôi ơi kệ các bạn, đông đông vậy đó mình bắn đại vô đi, bắn thẳng vô các bạn, cứ có nội tại là bắn thập cẩm tên vô, biết đâu đoạt mình lụm mạng rồi sao. Và đặc biệt nhất là khi chơi những vị tướng xạ thủ chủ lực như này, bà con phải cố gắng lụm được nhiều mạng là càng tốt nha các bạn. Tại vì sao, các bạn có nhiều vàng thì các bạn sẽ có thiệt là nhiều đồ ở dạng đầu game. Ôi sao giống mình đang bày cho người ta cái cách đi ăn hôi quá vậy ta. Rồi lỡ mà chơi bị ăn hôi nhiều quá rồi mấy thằng ông cố nội nó bị ăn hôi cái nó bực cái vũ chữ tôi rồi sao ta. Ôi chắc cũng sao đâu các bạn, tại mình cũng phân phối cúp bóc sỉ lẻ đồ mà. Với vậy giờ bị ăn chữ nữa cũng đâu có sao đâu ha mọi người. Thôi bây giờ chúng ta sẽ mà... Ủa mà cái gì gần gần đây vậy nè. Ở chiều cuối để làm cái gì trời. Để chưng hả. Đấu có đoạt là đấu có đoạt. Ờ mấy ngày quánh lộn không luôn các bạn. Nè trụ vậy nè không lo đép. Đó bây giờ ví dụ như không có tôi ở đây đi, mất cái trụ này không. Mấy ngày quá quánh lộn không luôn mọi người. Đó bà con phải để ý nha. Để những lúc mà đồng bọn mình đi quánh lộn vậy đó, thì mình phải đép trụ chứ không mất trụ các bạn. Mất trụ thua. Mất trụ là nó không chung là thôi cái gì anh Nát. Sao anh tánh nóng vậy, hồi nãy giờ là em thấy anh tánh nóng lắm á nha. Anh đi chồng anh farm cái gì, anh farm quá nhỏ hả? À thì ra là anh lụm bùa đỏ. Vậy thì mượn bùa xài chế anh. Cho mượn luôn bùa đỏ nha. Trời ơi được cặp bùa luôn rồi nè các bạn. Hết trò dùm cái luôn. Trời ơi xém tí xíu nữa là một được một pha đích bô kêu rồi. Nhưng đó là cái câu chuyện của xém tí xíu thôi. Thực tế thì nó là như vậy đó các bạn. Nhưng sao mình được cái bộ bùa là cũng quá trời quá đất rồi các bạn. John mà các bạn biết rồi, khi mà đã xanh rồi mà cầm thêm được cái bộ bùa như này nữa thì thứ gì chịu nổi ha bà con á. Bây giờ tôi nói thiệt với bà con là tôi không ngán bố con thằng nào hết, nhưng tôi chắc chắn một điều với bà con luôn là bên đồng địch cũng không có bố con thằng nào nó ngán tôi đâu. Tôi không có hổ báo cáo tròn nhiều bà con, để tránh tình trạng đồng địch nó tịch thu bộ bùa lại là không hay ha bà con ha. Cái bùa mà lấy được bộ dễ ha các bạn, họ lắm bà con. Thôi tụi bay về đi, cái trụ này để tao lấy cho. Đi về đi, đừng thằng nào cản đâu nha. Đừng có thằng nào cản hết. Tụi bay cứ về thoải mái, một mình tao chơi hết ở đây luôn. Về đi, không thằng nào cản nha. Đừng thằng nào cản nha. Không ai hết vậy.
Vậy thôi về nhà bao việc luôn mấy ông mới chai, đứng đây chi bà con mình AD mà, đâu phải mình tăng cơ đâu. Mình đứng đó lỡ chạy ra nó đập đầu mình rồi đó bà con, đó là đâu có được. Ê bây giờ mình không lộ sai nha bà con, tại vì sao mình lộ sai là nó sẽ không có dám lên. Còn bây giờ mình đứng trong đây, khi mà nó vô nó gặp mình một cái nó sẽ bất ngờ và nó bỡ ngỡ, và cứ thế mình bắn cặp cặm tên các bạn, mình bắn lia lịa ông địa luôn, bắn đậu tranh chừng nào nó chết thì thôi bà con. Đó điển hình như vậy đúng không? Mày làm sao, mày làm sao, mày làm đi, mày chia ba bố cái này. Nó không quan tâm tôi luôn mọi người, mấy này nó không quan tâm tôi luôn, vậy thì tôi bắn lia lịa ông địa cho bà con kìa. Gì anh trai, coi nè anh. Các bạn ơi, không biết các bạn có còn nhớ không thì hồi nãy giờ là mình cầm cái phù hiệu là chuyển sinh đó các bạn, và bây giờ mình mới có cơ hội để mình dùng bà con. Thì cái cơ hội này là cái cơ hội để mà mình nói cái phù hiệu mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay luôn đó. Thì chuyển sinh là cái phù hiệu mà mình nghĩ là cái lượng đam tay của vị tướng John này sẽ cực kỳ mạnh, bị gì các bạn tối ưu hóa được cái nhánh chính cũng như là hai cái nhánh phụ. Khi mà các bạn chọn cái bộ phù hiệu này, đầu game các bạn sẽ có thêm một mớ đam do hai cái nhánh phụ nha. Rồi, và đó là bộ phù hiệu của mình. Còn bây giờ thì các bạn ơi, mình có vấn đề này cần thông báo với bà con nè. Thì mình không biết là bà con có để ý không ha, chứ kênh YouTube Fun này, Gaming TV của mình á, gần được 2 triệu người đăng ký kênh rồi các bạn, còn khoảng tầm 5.000 bạn nữa thôi. Thì cũng không giấu giếm gì bà con, mình có ý định là mình làm một cái clip vlog để mình review hai cái công viên mà hồi đó các bạn, lúc mà mình mới làm YouTube á, mình review những cái ghế đá mà mình đã từng ngồi trong hai cái công viên đó, và cũng như là khi mà mình ngồi ở cái ghế đá đó, những cái trang thiết bị gì mà mình có để có thể ra được một cái clip cho bà con xem. Thì mình định review cho bà con xem, nhưng mà do một phần là dịch, và cũng phần thứ hai á là chuyện của gia đình, cho nên là mình không có làm được. Chắc là thời gian sắp tới mình sẽ làm sau nha, cho nên là mong bà con thông cảm nha, mình sẽ cố trong thời gian sớm nhất nha. Nhưng mà không chắc chắn cụ thể là ngày nào, nhưng mà chắc chắn trong tương lai gần thôi các bạn, chứ không xa, thì cái clip vlog đó nó sẽ xuất hiện. Thì mong là bà con thông cảm và chờ nha. Nhớ nha bà con, nhớ chờ đón clip đó nha. Thì nó cũng ngắn gọn xúc xích thôi, chứ không có gì gườm gà đâu bà con. Thì nói chung là kỷ niệm nhiều lắm các bạn. Rồi, nó là như vậy ha. Còn bây giờ thì xin phép bà con, thì mình nói về cái vấn đề bu ngọc cũng như là bu đồng mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay cho vị tướng John nha. Do là mình không có gành về cái vị tướng này, mặc dù là tướng tủ á, nhưng mà tủ đây là cất kiểu tủ 5-2 năm đem ra chơi một lần các bạn. Mà mỗi lần đem ra chơi là chơi uy tín quá trời luôn bà con. Đó, cho nên là nếu bà con tin tưởng ở mình á, thì bà con dùng thử cái bu đồ nha, học lớn của người ta thôi, thấy người ta chơi mạnh đem vô chơi thử. Đó, nó là như vậy cho bà con. Còn về cái vấn đề bu ngọc á, thì ngọc đỏ mình chọn là 7 viên tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng. Nhớ nha bà con, 3 viên còn lại là tốc độ đánh và tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím á, 8 viên tốc đánh tốc chạy, 2 viên hút máu. Ngọc xanh là 10 viên công vật lý và xuyên giáp. Khi các bạn sử dụng cái bu ngọc này cho vị tướng John, kết hợp thêm cái bu đầu này, cái số thứ hai các bạn chọn là thánh kiếm, thì khi các bạn bắn thập cẩm tên, cái lượng sát thương chí mạng nổ là cực kỳ chả bá lửa luôn bà con. Bắn là đậu xanh lia lịa ông địa luôn. Lia lịa ông địa là cái gì? Là kiểu như vậy nè. Đó bà con, bắn lía luôn các bạn, bắn mà không kịp nhìn luôn mà. Nè, lia lịa ông địa là giống như vậy đó nè, bắn 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 bắn. Nó là như vậy đó bà con, một phát một thôi. Cảm ơn bà con nhiều nha. Hồi nãy giờ bà con đã dành thời gian quý báu của bà con ra để xem clip ủng hộ mình, mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Bà con ơi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như là tặng cho mình xin một nút like nếu như bà con yêu mến cũng như yêu quý mình, cũng như là bà con yêu thích cái clip này nha, để giúp cho cái kênh nâu phát triển nha các bạn. Hú. Hy vọng là bà con đừng tua nè. Thì bà con ơi, hiện tại mình có livestream tại cái ứng dụng livestream là NonoLive này nè bà con ơi. Nếu như mà bà con nào mà rảnh vào cái khung giờ buổi trưa là 11:30, còn buổi tối là 8:45, thì các bạn vô xem livestream ủng hộ mình ha. Một buổi livestream của mình là 1.5 tiếng nha các bạn. Với lại là bà con ơi, nếu như điện thoại của bà con không đủ dung lượng để tải ứng dụng NonoLive á, thì bà con cũng có thể vào web rồi sau đó là nonolive.com/4858-1811 nha. Mình chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều luôn nè.